Ngọc Thiên và Hoàng Đăng Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Người Chồng Trong Mơ. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sam Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sam Phạc Ma và đặc biệt là nhà tài trợ chính Nuji Baby giúp bé ăn ngon, tiêu hóa tốt. Và mỗi 22 giờ thứ bảy hàng tuần là chúng ta lại cùng nghe những thổ lộ của các cặp vợ chồng khi mà họ cùng chia sẻ những điều giữ ở trong lòng mà không chịu nói ra cho đối tượng kế bên của mình nghe. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón cặp đôi vợ chồng ngày hôm nay. Đó chính là chị Lợi và anh Linh. Xin mời. Em xin chào anh chị ạ. Không biết là chị Lợi và anh Linh đã kết hôn được bao nhiêu năm rồi ạ? Mình kết hôn được 14 năm rồi. Wow, 14 năm là một thời gian khá dài rồi đấy. Mình có bao nhiêu mặt con rồi ạ? Hai mặt con rồi. Một bé gái, một bé trai nhỉ? Một bé gái, một bé trai, đúng rồi. Dạ. Năm nay các bé mấy tuổi rồi ạ? Một bé năm nay là 12 tuổi, một bé là 9 tuổi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Oanh là bạn thân của chị Lợi cùng với anh Nhật Quang là bạn thân của anh Linh. Xin được chào đón chị Oanh và anh Quang. Xin chào chị Oanh và xin chào anh Quang. Anh Quang nè, anh chơi thân với anh Linh được bao nhiêu lâu rồi ạ? Thời gian từ cũng năm từ năm 2004 đến tới giờ là cũng 14-15 năm. À, như vậy là anh cũng đã chứng kiến được quá trình xây dựng gia đình của người bạn thân của mình. Đúng rồi. Chắc là anh là hiểu rõ được gia đình này như thế nào. Thế còn chị Oanh với lại chị Lợi thì sao ạ? Mình là bạn đồng nghiệp hay là mình thân từ khi nào ạ? Hai đứa mình bạn với nhau từ năm 2007. Đến nay là 11 năm rồi dạ. 11 năm quen nhau coi như là một sự vô tình thôi. Dạ. Từ đấy là kết bạn với nhau. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp theo của Người Chồng Trong Mơ. Chào đón quý vị đã quay trở lại với Người Chồng Trong Mơ. Hiện tại Hoàng Đăng Bơ đang ngồi cạnh anh Linh là người chồng cùng với bạn thân của anh ấy là anh Quang. Còn Ngọc Tiên thì đang ngồi tại khu vực của chị Lợi cùng với chị Oanh là người bạn thân của chị ấy. Thì không biết là anh chị 12 năm trước gặp gỡ lần đầu tiên ở đâu? Lần đầu tiên mình gặp là đi đám cưới của một cô em. À, cách đây khoảng 19 năm. Đám cưới duyên nó nở thêm duyên. Tại sao hàng trăm khách như vậy lạc đâu ra một thiên thần mà anh phát hiện ra hay vậy? Thời kỳ đó thì cũng thực sự là mình cũng chưa hiểu như thế nào. Dạ. Đến bây giờ cũng chưa hiểu. Dạ, cảm xúc khó tả đúng không? Đúng, khó tả quá. Rồi, lúc đó cái bàn anh ngồi là cái bàn nào? Bên đàn trai, đàn gái? Không nhớ, vì gặp nhau là ngay lúc mà ở ngoài, bắt đầu đi vào ngồi bàn. À, hai anh chị có ngồi chung bàn không? Cũng không ngồi. Ôi, cự ly xa gì mà sao bắt tin hiệu hay vậy ta? Rồi ai chủ động làm quen trước ạ? Mình là người chủ động làm quen trước. Xin số điện thoại sao ạ? Lúc đó bạn mình thì hai người là cùng học chung ở trên Hà Nội. Bắt đầu cũng hẹn hò điện thoại này nọ. Dạ. Thời kỳ đấy là mình cứ đến phòng trọ của cô bé chơi. Dạ. Xong dần dần tiến đến ngày bây giờ. Ôi cô bé này, ngày xưa chắc mấy bé xinh như một cô bé. Cái điểm nào làm anh ấn tượng về chị trong ánh nhìn đầu tiên? Rất là ngây thơ. Mà mình nhìn mình cũng cảm giác là... Bây giờ thì... Sao đúng đậu? Dạ đúng đậu đúng không ạ? Anh Hoàng ơi, chị Oanh chỉ hỏi, thế còn bây giờ có còn ngây thơ như ngày xưa không? Bây giờ thì trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhưng mà em nghĩ là chắc là khi anh bị ấn tượng nhất là vào đôi mắt của chị. Bởi vì đôi mắt của chị đến bây giờ Ngọc Tiên vẫn còn nhận thấy lãng mạn nè. Mà ngây thơ là ở cái điểm đó đó. Mà nụ cười rất là tươi nữa. Nhưng mà chị có nhớ là lúc đó là có ai giới thiệu cho hai người gặp nhau làm quen không? Cũng không có ai giới thiệu cả. Tại vì lúc đấy mọi người cũng đang tập trung về cái việc đám cưới MC nữa. Chị có suy nghĩ như thế nào khi mà anh tiến tới anh làm quen với chị? Nói chung là lúc đó mình không có để ý gì tới. À dạ. Sau lúc mà đám cưới ấy, thì cũng cứ chủ động là xin địa chỉ rồi tự liên hệ đến. Dạ. Nếu tính ra như vậy là 5 năm mình quen nhau, tìm hiểu nhau hả chị? Đúng rồi. Tại sao anh chị không cưới ngay mà đợi thời gian khá lâu như vậy ạ? Bởi vì lúc đó hai vợ chồng mình còn đang học. Đang phải học. Hoàn thành xong việc học để cho hai bác ở nhà yên tâm. Đúng rồi. Rồi hai anh chị quyết định nam tiến vào lúc nào? Mình quyết định nam tiến vào cách đây khoảng 5 năm. Cái sự thay đổi môi trường sống á, nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh chị không? Thời gian đầu nó hơi trục trặc, bản thân mình là người đi làm xa. Dạ vâng. Cứ tuần mình về 1-2 lần. Mà lúc đó thì vợ con mới vào, đâm ra mình hơi lo. Dạ vâng. Thời gian đầu là mình đi về về liên tục, nhưng về sau giãn dần ra thì tuần về 1-2 lần. Dạ. Như vậy là chúng ta đã được lắng nghe đôi lời chia sẻ của chị Lợi và anh Linh. Chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề nữa. Ngay sau đây sẽ là những hình ảnh sinh hoạt thường nhật của cả hai anh chị. Xin mời quý vị theo dõi. Đây là ngôi nhà của vợ chồng chị Lợi vào một ngày bình thường. Chồng chị đi làm chưa về và chị đang dạy con gái học bài.
Con đọc xong câu chuyện này rồi thì con có hiểu ý nghĩa của câu chuyện này là gì không? Thường thường công việc nhà thì mình là người lo chủ yếu, con cái học hành này, nhà cửa này, cơm nước, lúc mà các bé ốm đau bệnh, nói chung là mình làm hết. Chồng mình thì làm nhân viên văn phòng, nhưng mà anh ấy đi làm xa lắm. Tối thứ bảy anh mới về và sáng thứ hai thì anh đi sớm, rất là ít ở bên vợ con, tại vì cả một tuần ở dưới công ty rồi. Nhà mình thì vợ mình là người lo lắng công việc gia đình, mình đi làm mình lo những cái lớn, còn vợ những cái nhỏ nhỏ thì vợ lo ở nhà. Lau nhà một mình. Nấu cơm một mình. Rửa bát lúc cũng mẹ một chưa mình. Về thì con cứ ngồi ở nhà cô nha. Dù có chồng nhưng chị Lợi vẫn cô đơn lẻ bóng. Mọi công việc trong gia đình đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ này. Mình áp lực rất là nhiều ấy. Có những lúc cảm thấy mình muốn stress luôn ấy, bởi vì tất cả mọi thứ nó dồn lên đầu mình. Nói chung là mình rất là cần cái sự chia sẻ. Từ thứ hai đến thứ bảy mình không có ở nhà. Thời gian đầu thì mình có nhớ con, nhưng về sau thì cũng đỡ đỡ. Nhiều lúc mình nhớ quá thì mình gọi điện về, cũng nhìn được hình ảnh con qua điện thoại thì cũng giảm đi một được một phần nào. Ồ, chị Lợi định gọi điện cho chồng mình chăng? Alo. Alo, anh đã về chưa? Alo. Anh đã về chưa? Mấy giờ anh về vậy? Chắc khoảng 12 giờ về. 12 giờ bắt đầu đến về. 12 giờ về hả? Hả? Về sớm hơn đi. Cảm giác như là rất là buồn và cảm thấy kiểu cô đơn và tủi thân nữa chứ. Hầu như là anh ấy tối thứ bảy cũng về trễ lắm, nên thành ra là không có thời gian, không còn thời gian để mà đưa các con đi chơi nữa. Anh ấy không biết được là con mình bây giờ học hành như thế nào. Thỉnh thoảng các bé cũng gọi điện cho ba, nhưng mà thời gian của ba thì rất là ít. Thành ra là có gọi điện thì cũng chỉ nói một vài câu rồi thôi, chứ cũng không có trao đổi được nhiều. Alo, cái máy giặt bị hư rồi này, anh về anh sửa luôn giùm em đi. Bấm bây giờ không có được, không có xả được. Đi làm về đã mệt đó, để giặt một đống đồ thế này thì sao? Giọng nói và ánh mắt của chị như chất chứa bao nỗi buồn, không thể chia sẻ được với ai. Mình cũng gọi điện thường xuyên ấy, chia sẻ về vấn đề con cái học hành ra sao, rồi công việc của mình thế nào. Nhiều khi mình cũng áp lực lắm. Nếu mà trao đổi trực tiếp, vợ chồng nói chuyện với nhau thì nó tốt hơn. Thế nhưng mà bởi vì là do cái công việc của anh đi làm xa, nên thành ra vợ chồng mà để trao đổi những cái vấn đề trong cuộc sống thì nó cũng rất là ít. Anh ơi, em muốn tuần này anh về sớm hơn đi. Thì đưa con cái đi lên cái chỗ nó xem hát đấy. Ngày hôm sau, chị Lợi lại tiếp tục gọi điện thì cho chồng. Em cũng hứa nhiều lần rồi, nhưng mà tuần này em cũng sẽ cố gắng em về sớm. Thì anh cũng về sớm rồi, hai vợ chồng cùng đưa con nó đi cho nó vui. Anh bận gì, anh có thể nói chuyện thêm với em mấy phút nữa được không? Alo. Alo. Trời ơi, người ta bận cắt ngang luôn. Có nhiều lúc mình nghĩ tới là hay là cái ông ấy đã có cái tình cảm bên ngoài. Nếu ông ấy có suy nghĩ về cái vấn đề bảo vệ hạnh phúc ấy, thì bản thân ông ấy phải nghĩ được là phải như thế nào. Khi mà mình đã đi làm xa nhà cả tuần như thế, vợ mình là cái người gánh vác và con mình cũng rất là thiệt thòi, mà nó đang cái tuổi cần cái tình cảm của cả bố cả mẹ. Mà đàn ông ấy thực sự ra cái chuyện đấy thì nó rất là nhiều. Lúc mà mình đang bận hoặc là mình bị khách hàng la mắng ấy, mà vợ cứ gọi điện nhiều, lúc đó mình trả lời mình bực và mình quát và mình cúp máy mình không nghe nữa. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nó cứ gây ra bơ cho mời về. Cách đây 25 năm đấy sinh nhật mình, hôm đấy thì lại vào đúng hôm chủ nhật. Mọi năm ấy thì đúng vào ngày thường cũng rất là khó để mà xin nghỉ, mình chờ đợi một cái điều bất ngờ. Thứ bảy ấy thì khoảng 7-8 giờ ông về rồi, nhưng hôm đó đến 10 giờ vẫn chưa thấy về thì mình cũng cứ chờ, rồi đến tận đến lúc 11 giờ mình sốt ruột quá, cũng sợ ông ngoài hay đi đường làm sao, thế là mới gọi điện. Lúc đấy
như kiểu giống như kiểu ông ấy đang đi nhậu ấy, bảo mình gọi điện có việc gì không. Thế lúc ấy mình thấy tủi thân quá, cuối tuần đã không về rồi, ít gì thì cũng phải gọi cho vợ, hôm nay là mình có việc gì mà mình về trễ chẳng hạn như thế. Nhưng mà ông ấy không gọi, rồi ông ấy mãi say sưa vào cái cuộc vui của mình ấy, quên mất cả cái việc là hôm nay cuối tuần mình phải về với vợ con, còn chưa nói gì là ngày mai là sinh nhật vợ. Thực sự lúc đấy cái tình cảm vợ chồng gần như là nó không có cái sự mà gọi là quan tâm lẫn nhau nữa. Vấn đề bây giờ ấy là ở cái chỗ mình thì tất cả là vì gia đình, vì con cái. Mình cũng đỡ đần ông ấy đến lúc mà ông ấy đi làm xa, nhưng mà cái sự bù đắp lại cho mình nó rất là ít. Lúc hai hàng nước mắt mình nó chảy xuống á, thật sự. Nhưng mà mình cố giấu. Mình cũng còn hỏi thêm một câu là thế vậy thì mấy giờ anh về? Thế nhưng mà ông ấy nói là thôi nhá, anh đang bận lắm, chốc nữa xong rồi anh gọi lại cho. Thế là cả đêm hôm đó hầu như mình không có ngủ. Người lạ ơi. Tại sao chị lưu tên của chồng mình là người lạ ơi? Nhiều lúc cũng giống như vậy. Mình thiếu thốn cái sự quan tâm giống như người lạ thôi chứ đâu có phải người thân nữa đâu. Thực ra là giống như câu hát người lạ ơi cho xin mượn bờ vai, cũng là một cái người để chị có thể nương tựa vào, giống như câu hát vậy đó. Nhưng mà đó chỉ là khoảng thời gian gần đây thôi hay là chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi hả chị? Nói chung là cái chuyện này xảy ra cũng tương đối lâu rồi. Nó cứ lặp lui lặp tới hay sao ạ? Đúng rồi, chỉ được cái thời gian mà trước khi cưới thì còn được quan tâm, chứ còn sau khi cưới rồi có con cái rồi thì cứ dần dần sự quan tâm nó ít đi. Có phải là do cái công việc của anh quá bận rộn và phải lo kinh tế của gia đình nên anh phải dồn tất cả cái tâm trí của mình cho công việc nên nhiều khi anh quên đi cái cảm giác của chúng ta không? Cũng vì lý do đó là một phần, nhưng nhiều khi có thể là cũng là do vô tâm hay sao? Hoặc là có ai đó. Yeah. Cái khoảnh khắc mà nói có ai đó, tình cảm bên ngoài tự nhiên bên đàn trai cười khúc khào khặt. Ok vậy. Ừ. Thế là chưa kịp nói. Làm gì có vụ đó đúng không anh? Sao anh cười dữ vậy? Không có thế đấy. Không có đúng không? Không có luôn. Tại vì hoàn toàn 100% anh tập trung khá nhiều vào công việc. Đúng rồi, mình đa số là tập trung vào công việc là nhiều. Cái động cơ nào khiến cho anh phải đâm đầu vào công việc dữ dội đến như vậy? Mình chưa hiểu cái động cơ như thế nào, nhưng nhiều lúc là mình nó hăng say công việc. Yeah. Với hai là cái trách nhiệm công việc của mình phải làm. À. Chứ mình không muốn đang làm dở chừng mà mình lại bỏ bê được. Dạ vâng. Giờ đổi tại công việc. Còn trách nhiệm của người chồng, của cha nữa. Anh là có phải là trụ cột chính về tài chính cho gia đình không? Mình là trụ cột chính. Công việc nội trợ sẽ là do vợ. À. Thì đó, hàng phòng thủ là vợ, rồi hàng tiền tuyến á, đây nè, là chồng. Thì chị cũng phải hiểu cho ảnh chứ. Nhưng mà hồi đó giờ là chị có phải yêu anh là vì anh luôn luôn chăm chỉ siêng năng trong công việc không ạ? Đấy là cái thời kỳ mà chưa lấy nhau thì thấy người ta quan tâm mình quá thì mình thấy rung động nên đồng ý thôi. Hồi xưa quan tâm là quan tâm sao hả chị? Quan tâm nhiều lắm, quan tâm từng cái việc nhỏ nhất. Ngày nào cũng tặng quà. Rồi đưa đón nè. Chở đi học. Chở đi học rồi đưa rước. Nói chung là không phải chê trách gì. Chọn nhưng mà ngày xưa là đi học, không có quá bận rộn về thời gian để có thể đi làm. Còn bây giờ đi làm cuộc sống nó thay đổi, rồi áp lực, rồi con cái, đủ thứ hết. Anh Quang nè, anh là bạn thân của anh Linh khá lâu. Mỗi năm ít nhất anh cũng phải đến nhà anh Linh chơi vài lần đúng không ạ? Đúng rồi. Thì anh thấy những khoảng thời gian đầu với những khoảng thời gian sau này nè, cái tình cảm của anh Linh dành cho chị Lợi như thế nào? Thực ra thì mình tới chơi á, hầu như là hai vợ chồng muốn giấu giếm cái chuyện tình cảm, không bộc lộ ra ngoài cho mọi người biết á. Dạ. Có tổ chức ăn nhậu chẳng hạn thì vẫn thấy hai vợ chồng cười nói bình thường. Lúc đó chị Lợi có ngồi nhậu chung với chồng mình không? Cũng có, làm mồi rồi mua đồ về rồi nhậu đấy, mồi. Có khác thì phải vậy. Thực ra là mình đến mình thấy thì hai vợ chồng rất là hòa thuận. Dạ. Còn không biết sau đó có như thế nào đấy. Ngày hôm nay chúng ta mới thấy được một góc nào đó trong suy nghĩ của chị Lợi đang cảm thấy khá tủi thân khi thiếu vắng đi hình bóng của chồng những lúc cần thiết nhất. Thì anh Quang thấy làm sao? Chết rồi, ông bạn mình dường như anh có vô tình quá hay không? Thực ra thì cậu ít tuổi hơn mình, hai anh em thì làm cùng công ty với nhau. Dạ nói vâng. Chung là về cái trách nhiệm công việc cậu ở dưới đấy rất là nhiều, áp lực rất là lớn. Đó. Có thể là do cái áp lực công việc, bởi vậy là nó mới dẫn đến những cái tình trạng như kiểu là không quan tâm đến vợ con, hoặc là có những cái lời nói như kiểu nó không được tình cảm dạ, này, không ngọt ngào, không ngọt ngào mới yêu. Đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng anh Quang, anh là nhân chứng sống cho cái trách nhiệm về công việc của anh Linh. Và không hề có một trường hợp nào có một tình cảm nào đó nó lung tung linh tinh ở ngoài. Cái đấy thì mình chắc chắn đấy. Chắc chắn. Đâu chắc chắn là đâu có, chị Lợi nghe chưa? Anh Quang ơi, đâu có được, đâu có được.
Đặc biệt ở cái chỗ là đang nghe điện thoại mà cắt ngang như vậy là có vấn đề đúng không? Đúng rồi, đại vấn đề. Cái đấy là theo về con gái chị em mình là cứ nghĩ là có vấn đề. Lợi là hay kín kẽ, không muốn để bạn bè biết nhiều. Dạ. Nên chỉ gọi là chia sẻ một phần là đấy mà chị thôi. Chị có thấy chị buồn, là chị có tâm sự là chị buồn không? Có tâm sự thì chỉ cái là hôm nay tôi cảm thấy nó mà buồn, mệt mỏi. Rủ nhau đi uống nước chẳng hạn, chơi một tí rồi cười một tí xong bắt đầu là rồi về lại... Như vậy người mà chị Lợi vẫn luôn muốn thổ lộ hay là chia sẻ nhiều hơn vẫn là ông xã của mình đúng, đúng không rồi. Ạ? Đúng rồi. Dạ. Thì lại không chia sẻ được không? Anh người cần thì cũng được á. À, vậy tại vì có điện thoại rồi mới ở xa quá. Đó. Anh Linh, anh thấy chị Lợi khá nghẹn ngào khi chia sẻ cái niềm tủi thân của mình á. Thì cái cảm xúc của anh ra sao? Bây giờ mình đi nghe chị nói như thế thì mình hơi giật mình một chút. Bởi vì thực sự ra nhiều lúc mình công việc mình nó áp lực quá. Lắm lúc mình đi nhậu nhưng mình gặp những cái khách hàng mà mình đang nói chuyện với người ta. Vợ gọi là đúng lúc đó thì mình không thể nào mà mình lại nói lâu được. Hoặc là mình giải thích gì đó. Phương án tốt nhất là mình tắt máy để mình giải thích sau. Thế mới khổ quá chứ. Chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề nảy sinh hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi những hình ảnh tiếp theo. Hôm nay là thứ bảy và chồng chị Lợi đã về đến nhà. Sao anh về muộn vậy? Sao anh không về sớm được hay sao? Về sớm một nửa tiếng thì nó là làm sao? Ôi giời, ôi giời. Mình chờ đợi từng giây từng phút một để ông ấy về nhà để cho con vui. Hai đứa nó chẳng làm gì, cứ ra rồi lại vào, ra lại vào, cứ hỏi bố về chưa. Nhiều khi nghe tiếng xe đi một cái giọng gì giống bố chẳng hạn thì nghĩ là bố cứ chạy ào ra, xong rồi lại mở cửa từng bố ngó ra, lại không phải. Lúc đấy thực sự ra mình nhìn thấy con rất là thương, rất là tội. Thực sự ra mình về mình thấy lắm lúc mà vợ tươi cười thì không sao, nhưng về mà cằn nhằn này nọ thì mình cũng nghĩ là lần sau mình không về nữa. Nhưng cũng không được, cho nên mình bắt buộc mình vẫn phải về. Trường hợp mà vợ đón nồng nhiệt với mình ấy, rất là ít. Vợ buồn vui, nói chung là rất lẫn lộn. Nhiều lúc mà buồn thì mình không hiểu lý do gì buồn. Bực cái gì mình không rõ. Bởi vì mình là người đi làm xa, mình không nắm bắt được tình hình ở nhà. Anh tuần này anh bảo là chở thằng Quân đi mua bộ Lego thì mấy giờ đi vậy? Xem xong rồi đi. Xem xong biết đến mấy giờ? Gần xong rồi. Nào cũng gần xong. Nay có sửa luôn được cái máy giặt không? Có. Nào nhấc chân lên nào, nhấc chân lau nhà nào. Bảo là tránh ra xem nào. Tôi cứ bảo là tránh ra xem nào. Tôi đang coi bóng đá này. Anh thấy em đang lau nhà đấy à? Đi về nhà đã không có giúp được cái việc gì. Bóng với đá suốt ngày. Ui giời ơi. Về nhà cứ nói nhiều lẻ nhải. Về nhà cứ nói nhiều lẻ nhải. Vợ che màn hình của mình đi là mình rất khó chịu. Lúc mình tập trung TV là vợ mình là cũng cào nhỏ liên tục. Cứ kêu là về không phụ giúp gì được, suốt ngày coi TV. Bởi vì bản thân mình lúc đó cũng rất là mệt mỏi rồi. Đi một quãng đường xa, đi về nhà thì mình chỉ muốn là nghỉ ngơi thôi. Có những lúc mình nghĩ là hay là dừng. Thật sự ra rất là lạt. Bởi vì mình cứ chịu đựng mãi. Mà mình chịu đựng đã đành rồi, nhưng nhiều lúc mình nghĩ thiệt thòi cho con ấy. Mà thường thường người ta nói là mọi cái vấn đề nó sẽ giải quyết được nếu mà đã sống được với nhau qua 5 năm. Nhưng mà mình năm nay thì cũng 13 năm rồi, cũng không cảm thấy thoải mái. Ồ, chị Lợi đang chuẩn bị nấu cơm thì phải. Còn chồng chị đâu rồi? Có gì ăn không em ơi? Chưa, bây giờ em mới nấu cơm này. Trong tủ chắc không còn đồ gì ăn đâu. Sao cơm muộn vậy em? Thì ngày nào cũng vậy. Em đi làm về xong rồi qua chợ rồi đi mua rau cỏ, thức ăn, thức uống về mới nấu cơm được chứ. Bây giờ 6-7 giờ có sớm đâu mà còn gì nữa. Thì anh không thấy là anh thì lần nào đi về đến nhà cái là cứ ăn với uống. Chưa có thì bắt đầu cào nhàu. Anh có biết em là cũng đi làm không? Về em còn bao nhiêu việc quần áo rồi đón con kiếp chứ. Ngày nào có chúng cho con ăn muộn như thế. Ủa em đâu có đi chơi đâu. Anh phải biết thông cảm cái đấy, tại sao anh không về sớm đi tí? Về sớm làm sao được mà về sớm. Dạ. Sai. Nói chung là ông vô tâm. Ông cũng đâu có hiểu là mình cũng vừa mới đi làm về. Có khi còn chưa được nghỉ ngơi, chưa thay đồ quần áo gì cả. Đã lao vào ví dụ như dọn dẹp, xong bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Ông không hỏi mình là ví dụ như em đi làm về lâu chưa, hay là con cái hôm nay thế nào. Cứ về cái là lao vào bếp hỏi xem là có cái gì ăn chưa. Đói mình không chịu được. Cứ tầm 5-6 giờ chiều là mình đói, nhiều lúc là đói lả cả ra. Thì mình cũng cau nhau nói với vợ nhiều rồi. Thì vợ cứ giải thích
là vợ cũng bao nhiêu việc, không để nấu cơm sớm được. Thực sự là mình nghe nhiều rồi, đâm ra mình không thích giải thích như thế. Thì mình cũng muốn là vợ biết chồng về ngày đó rồi thì vợ chuẩn bị cơm nước sớm hơn, thì mình về mình tắm rửa xong thì mình ăn cơm xong thì thoải mái hơn. Hoặc là xong sớm thì mình có thể mình đưa gia đình đi chơi đâu đó. Em bảo anh là lấy cái chở cái tủ về cho em thì anh đã chở chưa? Anh chưa. Rồi sao anh không đem về để em đựng đồ, sách vở cho con rồi bao nhiêu thứ để cho đấy cho nó gọn gàng ấy. Nó to quá đâm ra anh không mang về được. Không chở về được thì bây giờ thôi à? Hay sao? Thôi bây giờ mình lấy cái tủ nhỏ hơn. Nhỏ hơn làm sao được, anh thấy ông nhà bao nhiêu thứ, nhà thì chật, những cái chăn màn cái thứ để đến trên đấy cho nó gọn. Anh nói như thế thì nói làm gì? Nhưng cái quan trọng là anh không chở được về. Em biết anh có bao nhiêu việc rồi. Em thích thì em xuống đây lấy em trở về. Thế bây giờ mỗi cái việc đấy anh còn không lo được thì anh lo cái gì nữa? Mình rất là bực bởi vì vợ không hiểu được, cái tủ nó rất là to, xe Honda không thể chở được, mà thuê cái xe ba gác về thì vợ lại tiếc tiền. Những cái chuyện rất là nhỏ nhỏ tự nhiên là lôi ra nói thì bắt đầu với sinh ra cái xích mích cãi nhau ngay tại bữa cơm. Em nghĩ là anh ở đi làm anh đi chơi à? Anh chẳng có cái trách nhiệm gì cả, đã đi làm suốt cả tuần rồi, có mỗi cái việc đơn giản đấy mà anh còn không có phụ lo được thì còn anh còn làm được cái gì nữa? Anh đi làm anh lo cho gia đình, lo cho em, lo cho con rồi, em còn kêu cái gì nữa? Thế em không đi làm à? Cái việc đấy anh thấy khó khăn lắm à? Khó khăn thì mai em xuống em lấy đi, có biết bữa cơm đâu mà. Thôi, nhiều lúc mình chỉ muốn ông ấy chia sẻ, động viên mình để cho mình cảm thấy như là có cái động lực, hoặc là chồng như thế là chồng quan tâm hơn. Nhưng mà rất ít khi mà ông ấy chia sẻ, hay nhiều cái lúc mình cảm giác như không biết ông có biết hay là ông cố tình không hiểu những cái vấn đề đó. Nhiều lúc mà mình đói cực kỳ luôn, nhưng mình ăn được một hai miếng mà mình cảm giác mình không vui là mình không ăn được nữa. Thì mình đứng dậy mình đi ra ngoài. Mình cần người vợ là lúc mình về mình ăn cơm có hai vợ chồng, vợ tươi cười ăn xong bữa cơm rồi, lúc đấy nói cái gì thì nói. Bởi vì cả một tuần có được một hai bữa cơm ở nhà thôi. Bây giờ là 11 giờ sáng chủ nhật, chị Lợi đang gấp quần áo, còn chồng chị vẫn chưa ngủ dậy. Nhi ơi. Dạ. Con vào gọi bố dậy đi. Dạ. Bố ơi. Bố. Bố ơi, dậy kìa bố. Ông này cái gì ngủ kỹ hơn. Bố ơi. Đẹp quá. Con gọi bố đi, 11 giờ rồi đấy, chuẩn bị đồ đạc rồi còn đi về, không có ông bà mong đấy con. Bố, dậy đi bố ơi. Nào vậy, trễ quá. Bố. Chồng chị có cái tật ngủ nướng, gọi có khi 5 lần 7 lượt cứ bảo ừ, có nghĩa là lại làm thiếp ngủ đi. Thì ông không có nghĩ rằng là vợ con đang trông chờ, đang cần cái gì, đang mong cái gì. Riêng ngày chủ nhật là mình thường xuyên ngủ trễ. Mình đa số phải tới 10, 11, thậm chí có hôm 12 giờ. Bởi vì cả một tuần mình không được ngủ trễ. Thì mình chỉ mong ngày chủ nhật là mình được ngủ trễ, không ai quấy rầy mình. Một người đàn ông mà nghĩ là bây giờ mình đi làm, mình chỉ có kiếm tiền là đủ, thì chắc chắn rằng là không bao giờ là hạnh phúc được. Bởi vì có những cái ấy, cũng không thể nào mà nói là bù đắp bằng tiền được. Cái tổ ấm gia đình là quan trọng nhất, và cái hạnh phúc gia đình là quan trọng nhất. Thì khi mà mình hiểu điều đó thì mình sẽ biết mình làm gì. Rõ ràng đây là câu chuyện mà khá nhiều gia đình cũng gặp phải. Dường như cái mâu thuẫn nó không nằm trong cái nội dung của câu chuyện, mà nó lại phụ thuộc vào cái tâm lý của từng người. Lúc mà anh về mà chị nói là anh thì là hả, anh có mệt lắm không, đói không, em nào ăn cơm nha, nó sẽ khác so với tại sao giờ mới về, về sớm nữa thì không được à. Thì ngược lại, chị ở nhà lo biết bao nhiêu công việc, cần cái sự hỗ trợ của người chồng, thì anh Linh lại hơi vô tình làm một tí. Thế ngày nào cũng cho con ăn trễ vậy à? Thì dường như đó lại là một câu trách chứ không là một câu động viên. Chỉ từ những cái nhỏ nhỏ đó mà rất nguy hiểm quý vị ạ. Nó có thể dẫn đến sự đổ vỡ. Không biết là bên đàn gái cảm thấy hợp lý không? Thực sự thì khi mà xem những cái hình ảnh vừa rồi, Ngọc Tiên cũng muốn hỏi chị là mình làm việc nhà là mình có rảnh không chị, hay là như thế nào ạ? Mình đi làm về, làm việc nhà, lo con cái, học hành các thứ thì không còn một cái thời gian nào cho mình nữa. Dạ. Thực ra cái áp lực nó dồn đến nhiều, không thể mà cười hay là vui vẻ được gì nữa khi mà chồng về á. Dạ chị Oanh ơi, nếu mình không có tính việc mình đi làm ngoài đi, chỉ là công việc nội trợ thôi, là có bận rộn hết giờ không chị? Công việc nội trợ ở nhà nói vậy thôi, đọc những việc không tên, không có một cái nào nó cụ thể, nên đâm ra là nó rất là mệt mỏi. Nên người phụ nữ đi làm về nói chung là đã mệt mỏi rồi, xong nhìn con cái mà bề bộn thì là nhiều áp lực quá, khiến cho người phụ nữ là sẽ không có nhẹ nhàng được, đúng rồi. Không dạ?
cái tâm lý mà những cái người mà chờ đợi ở nhà đó, khi mà cái người chồng về cảm thấy rất là vui và cũng mong muốn rằng cái người chồng nó chia sẻ nhiều điều hơn, phải không chị Lợi? Đúng rồi. Nên chủ nhật là cũng muốn ảnh dậy sớm sớm để chung đó, với mình. Đúng dạ. Rồi đó. Nhưng mà chủ nhật nào thì cũng ngủ đến tận trưa, ngủ dậy cái là ăn cơm, có khi đến chiều rồi thì làm gì còn thời gian nào dành cho vợ con nữa. Chị có nói với ảnh là anh dậy sớm để dẫn đi chơi này nọ không? Thì cũng nói nhiều rồi, nhưng mà anh cứ nói là anh cũng mệt, tại vì cả tuần anh có một buổi chủ nhật thôi. Thành ra là nói nhiều cũng chán, không muốn nói nữa. Hey, đó. Khổ thế. Cho nên tranh thủ ngày hôm nay chúng ta sẽ nói ra hết. Thì anh Linh, anh là trụ cột trong gia đình, có bao giờ anh tâm sự những cái áp lực, những cái không suôn sẻ trong công việc của mình cho chị Lợi nghe không? Những cái trường hợp nào nó nhẹ nhàng thì mình còn tâm sự, những cái yeah. trường hợp nào mà nó nặng nề quá thì yeah. mình không muốn nói. Giấu luôn. Mình cũng giấu luôn. Đó. Bởi vì nhiều lúc mà tâm sự với vợ, vợ hiểu thì không sao, nhưng vợ không hiểu thì vợ lại kêu phải anh thế này thế nọ. Đấy, anh phải căng thêm. Đấy, cuối cùng không giải quyết được mà còn lại mọi chuyện bung bét thêm. Thậm chí lúc đấy cái đầu óc mình nó còn mệt mỏi hơn nhiều. Dạ. Lúc đó là mình cố gắng mình chỉ một mình là chính. Chị có đồng ý với những gì mà anh chia sẻ không? Thực ra thì mình cũng rất là hiểu cái áp lực về chuyện kinh tế ấy, tại vì là anh là người trụ cột. Nhưng mà công việc thì cả hai bên đều bị áp lực hết, tại vì đi làm thì ai cũng thế. Thực ra mình chỉ cần chồng động viên, an ủi thôi. Anh thì anh cũng có nghĩ là anh đi làm cũng quá mệt mỏi. Mà thực ra thì anh cũng đâu có hiểu là vợ cũng mệt mỏi. Người phụ nữ với người đàn ông thì khác hẳn nhau. Tức là đàn ông ví dụ như người ta mệt mỏi có thể là giấu trong lòng được. Nhưng phụ nữ mình thì nhiều khi thế mới gọi là phái yếu mà. Cái lý do anh nói nói chung là cũng chỉ là một phần để bào chế cho cái sự thiếu quan tâm thôi. Chị có nhớ đã từ khi nào anh Linh không còn dùng những cái lời động viên an ủi với chị nữa không? Chắc gần chục năm rồi đấy. Trời ơi, chục năm chục rồi. Năm. Trời ơi. Tức là sao đó cứ cả mấy năm. Các bé cũng tầm 4 5 tuổi, là từ thời gian đó đến giờ thì cũng ít mà quan tâm như ngày xưa lắm. Khoảng thời gian đó cũng là thời gian anh đang bắt đầu đón nhận công việc và dần dần dấn thân vào đó. Cách đây 10 năm thì mình vẫn ở ngoài Hà Nội. Tức là cũng có áp lực nhưng không phải tất cả như bây giờ. Bây giờ là thứ nhất là mình xa quê hương. Yeah. Cái thứ hai là mình phải lo làm sao cho con cái nó có ăn học đàng hoàng đầy đủ. Yeah. Bởi vì mình sống ở thành phố, đâm ra cái chi phí nó cũng tương đối đắt đỏ. Cao hơn. Nó dạ cao hơn, đâm ra đấy. Cái áp lực nó khác so với ngày xưa. Và càng ngày áp lực này càng nặng. Vậy thì một người chồng trong mơ đối với chị Lợi sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị lắng nghe những lời chia sẻ sau đây. Mình mong muốn người chồng trong mơ của mình là mặc áo sơ mi đen, mặc quần tây đen, thậm chí đi giày lười cũng đen luôn, cao ráo, cũng ga lăng một chút, biết chia sẻ với mình những cái công việc thường ngày. Những cái ngày mà sinh nhật con hay sinh nhật vợ thì anh ấy thể hiện để cho mình thấy được là chồng mình rất quan tâm tới mình. Ngày xưa anh có bận nguyên cây đen như vậy không anh? Quần âu đen thì mình có mặc, nhưng áo đen thì mình không. Ngày xưa chắc anh cũng cao ráo, khỏe khoắn đúng không anh? Đúng rồi, ngày xưa mình lấy vợ được khoảng 6 năm. Mấy cái người hàng xóm mới kêu nhìn mình như sinh viên. Trẻ đúng không anh? Nhìn trẻ. Cái quan trọng là những ngày kỷ niệm, anh có nhớ và tặng quà cho vợ mình không? Cái năm 2003. Dạ. Yeah. Sinh nhật vợ là mình có mua một bông hồng tặng vợ, nhưng không biết lý do gì mà vợ đón nhận bông hoa hồng nhưng bóc hết lá ra và giục vào thùng rác. Ôi, kỳ vậy. Sao vậy chị? Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hiểu luôn. Bây giờ mình chưa hiểu luôn và mình không muốn hỏi nhắc đến nó nữa. Nghĩ là cần phải có lý giải chứ. Đúng rồi, em cũng đang thắc mắc lắm chị Lợi. Chị giận anh hả? Đúng rồi, tại vì là mình nhớ lúc đó là anh cũng tới trễ. Xong rồi tâm trạng đang háo hức là vừa chờ hoa vừa chờ quà đi. Nhưng mà đến lúc đến hình như là cũng có mỗi bông hoa hay sao. Không có quà. Không có hoa, không có gấu bông, không có dây chuyền. Vừa đến trễ này vừa không có quà. Thời kỳ đấy là thời kỳ sinh viên, đâm ra nhiều lúc mà cuối tháng là phải ăn tôm liên tục. Đây. Một không phải là người ta quăng vô sọt rác là người ta có ý thiệt đâu, mà là người ta đang giận nhưng mà vô tình nó bị rớt vô sọt rác thôi. Thôi thông cảm cho cái thời trai trẻ đó, nhưng mà kể từ thời đó mỗi năm vẫn đều đặn tặng quà chứ ạ? Thiếu. À thiếu rồi, thiếu. Em nghe một thiếu lại còn vắng nữa. Vắng thì không vắng, thiếu thì có ghi nhận thiếu. Có ghi nhận thiếu, ghen toàn quá. Bởi vì vợ có một cái đặc tính rất hay, mua cái gì là phải hỏi ý kiến trước. À. Mình cũng không muốn gây bất ngờ là mình cứ mua về. Yeah. Mua về và thậm chí vợ mà không hài lòng lại còn to bích chuyện hơn. Đó, nguy hiểm quá vậy ta. Rõ ràng là có những điều mà khiến cho chị Lợi cảm thấy chưa hài lòng lắm. Chờ đón xem người chồng trong mơ có hoàn thành được sứ mệnh của mình hay không. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đây chính là người chồng trong mơ mà chị Lợi hằng ao ước. Trời ơi, anh ấy có một vóc
sáng cao ráo, rất gọn gàng trong chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen. Người chồng trong mơ của chị Lợi là ai? Đang rất hạnh phúc. Anh còn mua chút hoa quả nữa. Ở nhà ngắn bà nói chuyện nha. Khi cánh cửa mở ra thì mình thấy chị Lợi là một người rất là phúc hậu và gây thiện cảm, cũng khắc khổ một chút mà gương mặt được không có được tươi vui cho lắm. Chắc là phải lo rất là nhiều việc. Ồ, chị Lợi lại đang làm việc nhà ư? Người chồng trong mơ của chị đang ở đâu nhỉ? Em. Trời ơi. Để anh làm cho. Cái này anh làm một chút là xong mà. Thật em không? Xuống nấu cơm đi nha. Cảm ơn anh nha. Phải có người giúp đỡ. Mình cảm thấy rất là vui và đó cũng là điều mà mình rất là mong muốn. Mình thấy gương mặt của chị Lợi có một sự thay đổi rất là rõ rệt luôn. Rất là vui mừng và giống như là lâu lắm rồi mới được người khác phụ giúp công việc rồi đó. Chà, chị Lợi lại đang nhặt rau một mình nữa. Ôi, rồi. Em làm gì đó? Đã bảo làm cái gì cũng phải gọi anh mà. Sao cứ làm một mình hoài vậy? Để anh phụ công em cho. Này em làm thường xuyên rồi mà. Để anh phụ em cho nó nhanh nè. Thực ra người phụ nữ người ta có thể làm được hết. Nhưng nếu như mà người chồng biết chia sẻ với vợ những cái việc tưởng chừng như đơn giản nhất, thì nói chung là đem đến cho người vợ ấy một cái niềm vui. Hôm nay em đi làm công việc thế nào? Hôm nay ở công ty vui lắm. Nay con bé Hồng nó tổ chức sinh nhật đấy. À. Thế nên là buổi trưa nay á thì cả công ty rủ nhau đi ăn buffet. À, cái nhà hàng ở gần công ty đó hả? Đúng rồi, cái chỗ mà bữa trước em nói với anh đó. À, anh nhớ rồi. Anh, em tính ấy là đợt này con Nhi nó học thêm nhiều lắm. Mình mua cái xe đạp điện cho nó để nó chủ động nó đi học cho nó tiện. Như thế thì em cũng đỡ vất vả. Ừ, em tính như vậy là hợp lý đó. Chứ nó cũng lớn rồi, nó cũng tự đi lại được mà. Anh thấy như vậy ok đó. Mà bữa trước anh hứa là tuần này á anh về sớm anh chở con đi mua quần áo gì mà. Ừ, rồi. Mình rồi. Làm sao để cho con nó vui á. Chứ anh công việc anh đi cả tuần rồi. Thì anh sắp xếp nha. Anh sẽ cố gắng. Anh hứa với em rồi nha. Cuối tuần dẫn vợ đi shopping đấy nha. Hứa. Ok. Ôi trời ơi, còn hứa đâu. Hồi tin rồi, hồi tin rồi. Em mặc khác ngay. Em cũng muốn là ví dụ như là cái đồ trong nhà ấy, lần sau á anh hứa với em là làm luôn nha, chứ để vợ vất vả quá, nhiều lúc cũng mệt lắm đấy. Anh xin lỗi vợ nhiều nha, anh sẽ phụ giúp em nhiều hơn. Mình rất là vui, mình cũng cảm nhận được cái tình cảm của người chồng dành cho mình. Và lúc đó thì mình nghĩ rằng là mọi cái vất vả hay là những cái mà khó khăn trong cuộc sống tan biến đi. Với cái sắc mặt hiện tại của chị Lợi thì mình cũng đoán là anh chồng cũng rất là bận rộn rồi, phải đi làm lụm ngoài rất là vất vả, không có thời gian để bên cạnh chị Lợi, san sẻ cái công việc với chị Lợi. Anh. Ừ? Tuần này á, cơ quan em ấy định tổ chức đi chơi. Yeah. Xong rồi á, là chúng nó lên kế hoạch làm sẽ làm đồng phục. Vậy anh có đồng phục không vậy? Ủa anh đi làm gì? Anh đi chụp hình cho em chứ làm gì nữa. Tay nghề của anh là hơi bị xịt đó nha. Quá dữ luôn, khiếp định vợ đó nha. Hứa là làm nha. Anh đi. Thôi anh gấp em nhiều đồ ăn quá. Em vất vả nhiều rồi mà. Thôi ăn nhiều mập lắm. Trong bữa cơm mà người chồng hỏi han hoặc là chia sẻ về công việc của vợ, lắng nghe người vợ nhiều hơn thì chắc chắn người vợ sẽ rất vui và hạnh phúc và vợ chồng sẽ hiểu nhau hơn. À, mà em tính là nhân tiện ấy, hay là cả gia đình mình ấy, cũng làm đồng phục luôn đi. Anh nghĩ là mình làm lên 3-4 bộ luôn đi. Thế chứ để còn thay đổi thường xuyên nữa chứ, tại vì gia đình mình còn đi chơi dài dài mà. Làm gì mà làm đến 3-4 bộ? Không có thừa đâu mà em lo. Anh đưa ra ý kiến thôi. Cái quan trọng là chồng mình cũng đồng cảm, san sẻ và hiểu được cái vấn đề là vợ đang cần gì, vợ đang muốn gì, bù đắp cho những cái ngày mà mình đi làm xa ấy, cho vợ đỡ buồn, đỡ tủi thân. Mà anh thích màu gì? Em thì màu hồng, còn anh thì màu xanh da trời. Không có được. Đồng phục là phải màu giống nhau. À. Sau đó mình in hình cả gia đình. Hợp lý đó. Em muốn màu gì cũng được đó. Ý tưởng rất là hay. Nè, anh thưởng cho em nè.
này. Trời ơi. Cười suốt ngày à. Đang cơm lúc giả cho anh. Trời ơi. Người chồng trong mơ lại làm được những cái mà người chồng thực tế của mình không có làm được. Ví dụ như là trong bữa ăn này thì anh ấy chăm sóc mình, gắp thức ăn cho mình, hỏi han xem là cái công việc ở công ty như thế nào, thì con cái ra làm sao. Thì nó là cái tình cảm quan tâm tới vợ, tới con. Cái hình tượng cả gia đình mặc đồ đồng phục chắc chắn sẽ rất là dễ thương và đáng yêu. Hy vọng là mai mốt khi mà mình có gia đình mình cũng sẽ làm được điều tương tự như vậy. Ây chà, có một điểm khá đắt giá trong những hình ảnh vừa rồi Hoàng Rapper phát hiện ra. Tất cả những cái áp lực mà chị Lợi phải chịu trong suốt khoảng thời gian dài, chỉ cần một cái chạm nhẹ lên đôi bàn tay và một câu nói anh xin lỗi. Em cảm giác như là chị Lợi trút bỏ đi hết tất cả những gánh nặng và áp lực tâm lý đó. Chị thở phào một cách rất nhẹ nhõm và thanh thản. Chị đang cảm nhận được cảm giác đó đúng không chị Lợi? Đúng rồi. Tại vì mình đang mong chờ điều đó nhưng mà chưa được. Nên là khi mà người chồng trong mơ đến làm được những cái việc mà mình đang mong chờ thì mình cảm thấy rất là vui. Hình ảnh vừa rồi thì chị thấy nhớ lại anh ngày xưa, ngày trẻ đúng không ạ? Cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà hai anh chị cưới nhau và anh cũng có những cái quan tâm đến chị như thế. Đúng rồi. Dạ, anh hồi xưa có chạm khẽ vào tay của chị và đút cho ăn trái cây giống vậy không? Có, thường xuyên á. Thường xuyên, dễ thương. Mình phải phát huy. Mình có lặt rau rồi nấu cơm giống như là những hành động mà người chồng trong mơ đã từng làm không chị ha? Hồi xưa thì nói chung có đầy đủ hết nhưng mà về sau thì cứ thiếu dần. Như vậy, người chồng trong mơ không làm cái gì xa lạ cả. Tất cả đều tái hiện lại hình ảnh quá khứ của anh Linh. Anh nhớ là ngày xưa chứ? Mình cũng có nhớ ngày xưa. Ngoài những hành động này ra, anh còn nhớ những hành động nào trìu mến yêu thương mà anh dành cho vợ mình không? Nhiều hành động nó còn trìu mến hơn cơ. Miễn là nó đừng quá 18 cộng thôi. Mình nhớ là lấy nhau rồi, có một đứa con và chuẩn bị mang bầu đứa thứ hai. Thì hầu như buổi tối là mình đưa ra bờ hồ, đi vòng xung quanh bờ hồ. Đi bộ đúng không anh? Đi bộ, ngồi ghế công viên vuốt tóc âu yếm này. Trời ơi, để động viên an ủi tinh thần vợ. Dạ. Một thời gian cũng tương đối dài. Lúc đó là mặc dù công việc rất là bận rộn đúng không anh? Rồi sau khi sinh em bé, anh còn vuốt tóc cho vợ nữa không? Hết luôn. hết luôn. Anh chưa kịp trả lời, luôn, hết luôn. Chị, giả sử như hồi xưa đến giờ là anh với chị có bao giờ hội ý với nhau về cái việc bận đồng phục chung với nhau cho gia đình không? Không, tại vì những cái việc mà mình cần hơn cũng không có thời gian. Nếu mà được là mình thích màu gì, mai mốt biết đâu ảnh sẽ có thể làm điều đó. Mình không nghĩ là anh ấy làm được việc đó nên thành ra là cũng chưa. Chứ còn màu thì thích nhiều màu lắm. Dạ, còn với người chồng trong mơ vừa rồi á, cái hành động nào của anh ta đã làm cho chị cảm thấy háo hức nhất ạ? Hình ảnh anh tặng hoa ấy, bó hoa cũng thật sự là rất là đơn giản thôi nhưng mà cũng thể hiện được cái tình cảm chân thành đúng không? Tình cảm chân thành với lại nó vẫn đầy đủ như thế. Dạ, đầy đó. Đủ là hoa với quà đó đúng không? Chứ hoa không chắc dùng thùng rác. Và chắc chắn sẽ còn nhiều hành động yêu thương đến từ người chồng trong mơ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nghĩ là anh xem anh sắp xếp cái công việc ở những công ty á, sau đó anh chuyển lên đây làm cho nó gần gũi, phụ cùng với em chăm sóc con cái. Thật sự á, nhiều lúc em cảm thấy nó tủi thân lắm. Có những lúc mà cơ quan tổ chức đi ăn tiệc tùng ấy, hay là đi sinh nhật đấy, em cũng chẳng có bộ đồ nào mới, muốn đi mua sắm ít quần áo mà thật sự cũng chẳng có thời gian nữa. Anh hiểu là em rất là khó khăn mà. Thôi thì để cuối tuần này anh sẽ chở gia đình mình đi chơi rồi sắm sửa cho em vài bộ quần áo mới nha. Em cố gắng cùng anh vượt qua hoàn cảnh bây giờ nha. Người chồng trong mơ hứa là sẽ sắp xếp cái công việc để cho gần gũi với lại vợ con hơn ấy. Mình cũng rất là mong muốn, bởi vì dù gì chăng nữa mình cũng là phụ nữ thì mình cần có một cái chỗ dựa để cho mình yên tâm hơn. Alo. Xin được thông báo thời gian là người chồng trong mơ đã kết thúc rồi. Thời gian của em cũng đã hết rồi. Em chúc chị có được một người chồng lý tưởng và nhiều may mắn, hạnh phúc hơn. Em chào chị nha. Dường như chị Lợi đang rất thất vọng. Giấc mơ thì đã khép lại rồi. Mình chỉ mong muốn là giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Ngoài cái vấn đề mà kinh tế gia đình để lo cho các con thì mình cũng rất là cần một người chồng biết quan tâm tới vợ con, biết chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn. Nếu như mà người chồng hiện tại của mình làm được những cái điều mà người chồng trong mơ làm thì đó là một cái điều hạnh phúc mà mình mong muốn từ bấy lâu nay.
Thật sự rất là hụt hẫng khi mà người chồng trong mơ đã phải tạm biệt chị Lợi. Chị Lợi cứ yên tâm đi, có thể người chồng trong mơ đã tạm biệt nhưng hạnh phúc vẫn còn đó. Vẫn còn anh Linh đây, thì chắc chắn niềm vui sẽ đến với chị trong thời gian sắp tới nữa. Linh, chắc chắn là cái cảm giác ghen tuông của thời trẻ nó không còn đâu. Nhưng mà là một cái lời cảnh tỉnh nào đó đến với anh đúng không ạ? Đúng thật, mình xem cái clip này thì mình phải cảnh tỉnh lên một chút rồi. Dạ. Bởi vì sau những thời gian mà hai vợ chồng gắn bó với nhau, cái công việc, gia đình hay là nội tâm của vợ thì mình chưa quan tâm đến hết được. Yeah. Đợt tới mình sẽ phải cải thiện lại. Yeah. Bằng cách cụ thể nào? Anh em mình bàn với nhau đi. Thí dụ như là hoa, quà. Thực sự phần hoa quà mình vẫn phải còn xin ý kiến. Kể cả bông hoa. Không được phép. Không được phép thử ý. Tức là vợ yêu cầu là em cần cái này hoặc là em muốn cái này. Nhân dịp ngày sinh nhật hay ngày 8 tháng 3, anh có đáp ứng được không? Thì mình sẽ phải cố gắng để làm như thế nào cho hợp lý. Vậy thôi bây giờ mình làm những gì mà không cần phải yêu cầu trước. Thí dụ như đi làm về, thấy vợ đang nấu cơm, mình lại mình vuốt nhẹ tóc vợ một cái, hỏi em nấu có mệt không? Đó, cái đó đâu cần phải xin phép đúng không anh? Thực sự ra mình vuốt nhiều nhưng sau cái lần vuốt đấy là bị... Thế bây giờ chắc là mình vuốt cái khác đi anh à. Nói vui như vậy thôi, chắc chắn anh là người hiểu vợ mình nhất. Và chìa khóa giải quyết được những khúc mắc mà suốt bao nhiêu năm qua chị ấy phải chịu, chỉ có anh mới là người giải quyết được. Chị Lợi à, ngày hôm nay chị cũng đã chia sẻ khá nhiều điều. Chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn chưa ạ? Nói chung hôm nay qua cái chương trình này mình cũng được nói hết ra những cái điều từ trước đến giờ mình chưa nói ra được. Mình cũng rất là mong chồng mình hiểu và thay đổi để cho vợ chồng hạnh phúc hơn. Anh Quang ơi. Dạ. Thế thì bây giờ mình phải làm sao đây? Đầu tiên là sẽ nói lời cảm ơn và tạm biệt những người bạn thân của anh Linh và chị Lợi. Xin cảm ơn anh Quang và chị Oanh rất nhiều ạ. Chúc cho anh chị luôn luôn tràn đầy niềm vui và sức khỏe. Cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn chương trình. Lúc này thì hai anh chị vẫn còn một tấm màn ngăn cách với hai khoảng không gian khác nhau. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy cùng tiếp tục đồng hành với anh chị nhé. Chúng tôi đang quay trở lại cùng với người chồng trong mơ. Đây là khoảnh khắc để hai anh chị Linh và Lợi gặp gỡ lại nhau. Chắc là trong suốt gần 20 năm kể từ quá trình quen nhau, kết hôn, sinh con và sống với nhau đến tận bây giờ, cái khoảnh khắc này sẽ rất đặc biệt anh chị à. Và Ngọc Tiên mong rằng sẽ không có thấy cái khuôn mặt buồn của chị nữa. Nhưng mà hình như hai anh chị chưa có nhìn thấy nhau thì phải. Nào, hãy cùng nhau ván tấm màn cách ly này đi. Xin mời. Đây rồi, với phiên bản gần 20 năm sau, chắc chắn tình cảm vẫn còn đó. Và bây giờ sẽ là những lời yêu cầu đến từ chị Lợi. Chị rất là mong là anh dành nhiều thời gian cho vợ và các con của mình. Anh có đồng ý hay không? Có, đồng ý. Thường á, là một tuần thì anh dành khá nhiều thời gian vào chủ nhật. Bây giờ nếu anh đã đồng ý, anh sẽ thêm vào thứ mấy nữa? Thứ tư hoặc thứ năm. Đấy. Điều tiếp theo đó chính là anh hãy thường xuyên tặng quà và hoa cho chị Lợi. Anh đồng ý hay không đồng ý ạ? Cái này thì đồng ý. Đấy. Em thấy khi mà anh đồng ý là rất là vui. Em chỉ mong vậy nè chị Lợi, nếu như anh có lòng, anh tặng một đóa hoa duy nhất mà thôi thì cũng đừng có bất công. Em còn ráng chị nha. Và còn thêm một điều nữa mà đây cũng là một trong những mong mỏi mà mình nghĩ rằng thôi anh Hoàng đọc đi. Ừ trời ơi ngại quá mất cả. Đúng rồi. Đi. Hai người hãy tiến lại gần nhau. Anh Linh hãy vuốt tóc chị Lợi và nói những lời yêu thương nhất mà bấy lâu qua chị Lợi muốn lắng nghe. Anh đồng ý hay không đồng ý thực hiện ạ? Đồng ý. Vâng, hãy sẵn sàng nhé. Xin mời hai anh chị hãy tiến lại khu vực giữa sân khấu. Trời trời ơi đó. Đầu tiên thấy chị cười rất là rạng rỡ. Đúng vậy, không cần phải quá hoa mỹ làm gì. Ba chữ anh yêu em đã gói gọn hết tình cảm biết bao nhiêu lâu qua dành cho chị Lợi. Chị thấy không, anh Linh vẫn là anh Linh của ngày nào thôi. Cuộc sống có thay đổi ra sao, anh ấy có cuốn vào công việc như thế nào, nhưng chị mãi mãi là người vợ duy nhất, người phụ nữ của lòng anh. Nhưng mà chị Lợi ơi, vậy thì anh Linh có phải là người chồng trong mơ của chị hay không? Đúng.
Trời ơi, thật giờ chị bối rối quá. Chị hạnh phúc mà. Mà người ta nói bây giờ thì tên của chị là gì chị còn không nhớ nữa mà. Chị anh chị nhớ đến đúng một chữ thôi. Linh Linh. Cảm ơn chị rất nhiều đã đến với Người Chồng Trong Mơ. Chúc cho anh chị mãi mãi luôn mạnh khỏe và sống với nhau vững bền để chăm sóc cho con cái. Hãy là niềm tự hào của cả gia đình anh chị nhé. Mình xin cảm ơn chương trình. Dạ vâng ạ. Anh Linh thấy sao ạ? Mình cũng thấy nhẹ lòng đi. Hãy cố gắng thực hiện những lời hứa mà mình đã hứa với vợ anh nhé. Kính thưa quý vị, chương trình Người Chồng Trong Mơ cũng đã khép lại với hạnh phúc của anh Linh và chị Lợi. Mong là quý vị sẽ luôn đón theo dõi chương trình chúng tôi vào lúc 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sam Heavy, hỗ trợ cho chị Vinh Phan của Sam Phạc Ma và đặc biệt là nhà tài trợ chính Lucy Baby giúp bé ăn ngon tiêu hóa tốt. Và Ngọc Tiên cùng với Hoàng Rapper xin được nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bao giờ anh Linh than phiền vợ mình với bạn nghe chứ? Rất là hiếm khi luôn anh. Thằng hắn là hiểu rồi. Bữa nay anh em mình kèo dưới nghe. Dạ, ok. Để mấy chị bọc mạch. Lần đầu tiên em gặp vợ em á là ở cái bụng binh đường. Ủa gì kỳ vậy? Cái chỗ nó lãng mạn dữ vậy trời. Lãng mạn dữ vậy trời. Nói chung là chưa gặp ai mà qua mạng hết á. Đây là lần đầu tiên luôn, được bị xa lưới luôn tới giờ luôn. Em hẹn giờ em đi coi phim, em cũng có ý đồ. Đi xem phim, không xem, đi đóng phim mấy chị đóng được. Thằng Rio kìa, nhỏ hơn hả con mình bao nhiêu tháng. Qua nhà hả thấy mất mệt luôn, một đống hình treo kìa. Còn con mình hả gần 2 tuổi rồi không có được tấm hình lộng thu treo tường nữa. Đâu có tốn thời gian đâu chị, chỉ là chạy ra tiệm xong đưa một cái bẹp như vậy đó. Rồi xong ngày hôm sau là đem về thôi. Trong ngày hôm nay giờ không cần biết. Cho nó lên ghê mới nhắc điện thoại nè để chồng ra chồng lấy đưa cho đem về cho vợ nha. Liêm Mạc. Mình ra liền Liêm Mạc. Liêm ở nhà nấu ăn cho vợ ăn rồi đúng không? Dạ chưa. Liêm bình thường cũng hay giặt đồ phơi đồ phụ vợ đúng không nào? Cũng có bưng đồ ra cho vợ phơi. Thấy giờ không có. Là bây giờ sao tôi không được nữa? Trời ơi người chồng cho anh có một cái gì mà tốt rồi. Không anh để tụi em có thể đun luôn lên xíu anh. Vợ hết ăn gạo cũng được. Chồng sẽ nấu gà cho vợ ăn. Nghiêm túc hả? Rất là nghiêm túc. Trời tưới cây để anh làm cho bạn đồ đẹp vậy sao tưới cây? Vậy là tưới nhầm người ta hả? Trời mấy cái chuyện này để chồng làm. Giết quá làm nha. Lời hứa mà anh đồng ý chúng ta đã thấy rõ ràng nhất anh cũng đã thực hiện đó chính là